ông lên ông xem đấy, ông Nguyễn Ngọc Lập với trung úy mật trong trong tâm lý chiến Sài Gòn đấy, trong những người chống cộng mẹ đỉnh cao của Việt Nam Cộng Hòa, mà phải về Việt Nam phải công nhận và thừa nhận rằng là chúng ta sai lầm, phá hoại là sai lầm, mất gốc mà để người ta ghét đấy, sai lầm. Mà rất người, kể cả ông Hoàng Duy Hùng luật sư đấy cũng về Việt Nam lấy vợ đấy, chống cộng điên cuồng đấy, về hết rồi. Rồi ông Đức Đầu Bạc rồi cũng vậy nhá. Tôi nói nếu mọi người không biết gì tiểu sử của Hoàng Duy Hùng, thằng Hoàng Duy Hùng là một thằng đụng cách mạng trắng, nó đã viết sách cách mạng trắng ở bên này, và nó đã từng ôm bom nó về Việt Nam, nó bị ở tù nó 1992 bên đây rồi. Kinh thế, nó thù như thế mà về mà vẫn hòa hợp dân tộc nữa không? Mà giờ, cái, giờ về á nha, bây giờ thì những thằng vẫn còn thù hận, vẫn còn con đích mới lớn, không biết cái gì, giống như thằng Sally hay là những thằng Trương Quốc Huy, nó có biết gọi là cái thời chiến tranh là cái gì, mới sinh đi 80 mấy 70 biết là 70 mấy biết là cái gì. Lên mà kể cả thằng Huy, thằng Tân Thái nó năm mấy chứ bao nhiêu rồi, nó giải phóng nó mấy tuổi chứ bao nhiêu, mà cái thằng đó toàn thằng chỉ cái thằng từ thằng Ngô Kỷ với là Trần Dần là thời thì nó biết, còn mấy thằng kia là toàn bọn là mắt dạy bọn hậu thế rồi học lỏm copy mấy cái bộ báo mạng báo lái cải rồi ăn tục nó phép, nhưng mà cái gì hết ạ, không ai nghe nó cả. Bằng phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ kia đi về Việt Nam mà phải nói rằng bên đấy một nồi cháo heo mà ông còn nói ông đây Nguyễn Cao Kỳ riêng con cái về Việt Nam hoài luôn. Mà mình không ghét, mình cái chuyện của họ làm, cái quá khứ nhà tôi cũng là cũng không là đâu phải là người là cái gì mình cũng phải thù hận gì đâu, mình không có thù. Tự nhiên cái lên đây đủ cái chuyện của người ta thích, người ta nói gì về nhà nước Việt Nam thì thích gì đất nước thì nói cái mẹ đó, tôi có tự nhiên nhảy vô chửi hù rồi để số điện thoại nó hù nó dọa tôi. Ông chú tôi đây, ông cậu tôi đi cải tạo 7 năm về đây, nhưng mà ông bà khóc không thù. Chế độ nào phải chấp nhận, mình thua mình phải chịu. Thứ nhất là sao, mình có tội thì mình phải đi tù, nói cho nhanh. Đấy là gần là nhân đạo ấy. Còn không người ta trục xuất lại, người ta cho mình chết luôn ấy. Người ta thừa sức cho mình chết luôn, người ta không làm đâu. Nói thiệt. Nói hỏi cái ăn cơm quốc gia tôi nói thẳng ra, tôi không phải khinh dễ cái quốc gia hồi xưa. Cái chuyện ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa đó là cũng làm tay sai cho thằng Mỹ. Nó bỏ 500 tỷ vô để làm gì? Để cho mấy ông làm, mấy ông đủ, rốt cuộc mấy ông chả làm gì, mấy ông thua gì cộng. Gì cộng gì? Tay không bắt cướp. Liệu mà ngày xưa từ cái thời của Việt Cộng có cái gì, người ta chỉ có dao găm với lại mấy cái trong tre thôi mà cũng thắng mấy ông nữa. Người ta đi bộ từ Bắc vô Nam người ta cũng thắng nữa. Mấy ông Cộng Hòa, ông tham nhũng là ông cậu tôi đây là trung úy cảnh sát nha Sài Gòn đấy, ông còn lấy đồ tư trang ở trong doanh trại về nhà gia đình xài cái kìa nhớ. Mình không, còn thằng không nào có, cũng... mình không có phản đối Việt Nam Cộng Hòa, mình không ghét Việt Nam Cộng Hòa, cái chuyện là chuyện quá khứ. Nhưng cái chuyện này nhà nó sáng ở bên Mỹ này, tôi không đụng mấy ông không đụng tôi. Nhưng một cái đừng bao giờ đe dọa tôi, thằng cho này ghét nhất là đe dọa. Nó đe dọa lắm rồi, nó sắp chết thôi, nó làm người cái gì anh đâu. Nói chúng nó tiền không có thế đâu không. Rồi này chúng nó là cái công dân hạng bét. Tụi nó công dân tụi nó còn thua cả mấy thằng đen ấy. Đồ má công dân hạng tư. Bây giờ, đúng không? Bây giờ mấy ông cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó. Đó đi vô trong hội chợ đó, vô quấy phá người ta bị cảnh sát đuổi ra ngoài, nhục không? Nhục chưa? Nhục chưa? Chó. Đó nhục chưa? Cái đó là tôi không ấy nha, tôi chỉ chia sẻ những cái video của tự mấy ông vạch mặt mấy ông á. Cái đó là có thật. Và kể cả cái đợt mà Việt Nam mình sang đá ở bên Úc á, bên Úc đã bị cảnh sát nó đến nó thu cờ ba sọc ở trên khán đài, nó thu nó dục ra sọt rác đó, là một. Với lại là đi vào khu mà nói chuyện với hội nghị viện mà đợt cảnh sát Mỹ nó lấy cái lá cờ ba sọc nó vứt vào sọt rác đó, trời ơi thấy à, nhìn quay clip cái gì nữa. Tự ai là thấy tự mấy người họ quay đó chứ không phải là mình lên quay. Tụi nó quay thì nó chính tụi người tụi nó quay, nó bảo ô đù má thằng cảnh sát Mỹ kia nó ném cờ của anh em mình mà sọt rác kia, nó còn nói thế mà đó. Tao nói nó bởi vậy tao nói cờ anh có quyền anh giăng, có quyền anh treo hay anh thở ai kệ anh đừng chống phá là được, anh muốn làm gì thì làm. Việt Nam cũng nói rồi, chính phủ nói cờ các anh vẫn để thoải mái. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói cờ quạt hay là hình tượng của chế độ của anh để thờ thoải mái, anh đừng chống phá đi chế độ được, đừng chống phá người Việt là được, ok thoải mái. Đây như tôi nói như đây, như ông ra gia đình nhà tôi nhá, ông chú cậu tôi vẫn treo hình ông như thời quân phục ông cũ, đi vô nhà bình thường chính quyền vào làm ai cứ để ý đâu,
Nó không chả ai ra để ý đó cho nó. không có Hả? không ai để ý cái chuyện Không chứ ai mấy để ý ông, đâu cho nó chứ mấy rất ông, thoải mái. chứ mấy ông đâu có thể bắt buộc đủ Đúng má. Những rồi. người giống như tôi đủ má, tôi là đủ, tôi đã từng đủ má. Hy tôi hoa, tôi nói cái chữ là tôi phải cống hiến nước Mỹ. Tôi đã từng cống hiến cho nước Mỹ thì bao nhiêu năm trời, bỏ mồ hôi nước mắt của tôi đóng thuế bao nhiêu mồ hôi năm trời để cho mấy ông ăn cái đồng thuế của tôi, và cái sự xương máu của tôi đã ngã xuống đây. Ba tôi cũng chết vì đất nước Mỹ, ông nội tôi cũng chết vì đất nước Mỹ. Bây giờ tới đời con tôi cũng đang phục vụ đất nước Mỹ, tôi thì về hưu rồi. Đâu má mấy ông lên đây mày đặt mấy ông hù dọa tôi, mấy ông là cái lờn gì? Tôi, mẹ mấy ông đủ cái thờ cái Cộng Hòa là chuyện của mấy ông, tôi không quan tâm. Còn tôi thích, tôi muốn đội nón này là chuyện của tôi muốn mặc Chúng áo cờ đỏ đỏ sao vàng là của tôi. Tôi chỉ nhảy vô đủ hù dọa mày có ngon, qua bên trái xịt số điện thoại tao nè mày ngon. Đủ má mình bấm lên là mình biết liền mày là thằng bảo vệ thôi, tôi chửi cho mà nhục. tụi nó chỉ có hù dọa thôi, nó hù dọa thì nó hù cả người trong nước rồi hù dọa kia, nhưng mà cô dám bây giờ nói to mồm về tôi chứ về nước ngoan đi chi phải ký biên bản là ngoan, nhưng mà đi sang nước kia thì này chửi, về thì ngoan. Cái tụi nó hai lưỡi mà, tụi nó thì dòng tộc nhà tụi nó còn bỏ đi được thì nó còn chừa ai đâu, má tổng thống nó còn chửi, nó là ai nó cũng chửi hết là Mà đấy, ông nhưng mà thấy, đến lúc cơn nó ngu không? Tự nhiên cái đủ má mày ngon mày đi qua bên Texas mày kiếm tao, qua kiếm nó làm cái đầu bồi gì địt mẹ tôi, có đánh háng đâu đi qua kiếm nó. Đủ má mấy thằng già đầu mà ngu. bốn năm mà trước tôi sang nó chơi mấy tháng chả có mấy thằng vần, nó cứ rủ tôi và hội hội nhóm hội đoàn, nó bảo đồ má chúng mày lượn đi cho nó chơi trong, tao không lại tụi bay cả, tao nói không rảnh hơi rảnh hơi, tao sang tao chơi tao ăn, còn chúng mày á mày muốn làm gì mặc mẹ chúng mày, đồ má tao thừa biết rồi, bây giờ đít không tin cứt, đít không tin cứt, đồ má không tin tụi bay cút. Thế là nó lặng lặng nó đi chứ, thế là bà gì tôi bảo thế sao cháu không sợ, nó sợ thì nó đứa ra động đấy đủ má vào khỏi nhà nó chém chết mẹ bắn chết cha đi đủ má sợ ông nó à. ông cái giọng của ông giống như dân Nam Hòa ngay chỗ cư xá Bắc Hải đi vô, cái giọng ông nói đó mấy người Bắc đây, ông đó giống như tôi Nam Hòa. thì dòng họ tôi là cũng Bắc năm tư thời xưa ở xứ Bù Chu mà ở Nam Định mà, Nhưng mà khu Nam Hòa ngay chỗ cư xá Bắc Hải à, nhà tôi đó, đó ở người quận à đấy 10 à, đó nghe. Dạ thì đi thì nhà tôi ở khu vực tan ở đầu trên này vậy anh ở ngay trong cái khu dưới chợ gì mà ở ở cái bạn tắm đi xuống bên cái khu chợ gì mà ngày xưa cái chợ tôi quên bà đó, qua Bảy Hiền chút xíu hả, qua Bảy Hiền luôn hả, có cho ông Tạ à. ông Tạ là dưới chỗ đường Phạm 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 Văn Hai là đầu ngõ của cư xá Hải đi ra đó, Chợ có thì đó chạy đường Phạm Văn Hai. chị đấy, chợ Phạm Thế Hiển với này chợ Phạm Văn Hai với chợ Lê Văn Sĩ, chợ ông Tạ. À, Nó đó với này còn mấy cái chợ phường, nó nhiều chợ phường nữa, chợ phường chợ tự phát nó nhiều chứ còn chợ chính thì có mấy cái chợ lớn thôi đó. đó rồi lên đây cứ mà đó nữa. Ông ở Trời, đây tôi nói ông sang Mỹ là ông mà về là hay lắm, cái bọn phản động lúc lùm á, tức là nó không dám nói lên mạng đâu, nó về Việt Nam rồi đầy đồ má, nhìn thấy bọn tôi á, tôi nói thật ông không dám ho luôn, đủ má bọn tôi xài tiền dám ho, nó ngồi đủ má ăn ngủ tiêu gõ 25 ngàn, đủ má tụi tôi nói ông sang cái nổ, nhưng mà giờ sang về về nhà ngoan rồi, đợt này về nhà ngoan hết rồi không dám nổ đâu, làm gì có cái gì mà nổ, đủ má thậm chí mà đi ở có khi phải đi ở nhà thuê là có cái gì đâu, ở bên nó Cali, ở bên này không Cali mà ông ở nhà thuê tiền chó đó mà nó ấy. Một thằng đi làm lương cho 4-5 ngàn tháng cũng không mua được cái nhà nữa. Ông biết cái nhà tôi đang ở, nhà đó một nhà đó ông nhìn không, 1,6 triệu á, ở rồi Bắc Cali, ở Bắc Cali á, mà nếu mà làm mà dân thường á thì mà làm một tháng 4-5 ngàn một tháng không bao giờ mua được căn nhà, nói thẳng 100 năm vậy. không mua được, 100 năm không mua được. Bây giờ Việt nhà thuê Nam không tôi nói nhá, Việt Nam nó nhiều cái hay này, ví dụ như anh không ở Sài Gòn, anh chấp nhận anh ra ngoại thành hoặc anh ra tỉnh lẻ những cái tỉnh như ví dụ như là Vĩnh Long này, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước á, nó vẫn có cái miếng đất khoảng 30-40 ngàn đô đúng không, khoảng 1 tỷ tiền đất đến xây nhà 300 nữa là đủ, là ok mà người ta vẫn ở tốt, cụm công nghiệp nhiều, bây giờ người ta công việc người ta sẵn, người ta không sợ thất nghiệp như từ xưa nữa, tỉnh nào bây giờ cũng có cụm công nghiệp lương khoảng 8-9 triệu là ok rồi đấy, bởi vậy tôi nói dân Việt Nam bây giờ tôi nói đi ra đường với tụi nó về nhìn thấy đất Sài Gòn với Hà Nội á,
siêu xe nó nhiều quá mà tụi nó không nói được câu nào. Má Rolls Royce Bentley hàng hàng loại xe mấy triệu đô Việt Nam dám chơi. Mẹ tôi nói Bugatti này, dàn xe xịn hết, tôi nói thế Việt Nam có xe đó. Tôi nói còn dạng là Đúng rồi Mercedes Maybach S thì bình thường mua đó, nguyên ruột luôn, không trả góp. Còn loại ở Việt Nam Camry ở đó bên Việt Nam đây. á, còn bên Tôi nói là Rolls Việt Royce, Nam ấy, anh luôn thấy vào đây. cái Rolls Royce Phantom Ghost á, ở trên thế giới có 33 chiếc mà ở Việt Nam có 4 chiếc này. 4 chiếc, Sài Gòn 2 chiếc, Hà Nội 2 chiếc, về Hà Nội mới mới về Đà Nẵng 1 chiếc, 5 chiếc. Ở trên thế giới á, sản xuất ra cả toàn thế giới của Bentley Rolls Royce đó có 33 chiếc mà ở Việt Nam có 4 chiếc. Vậy mà Đấy, chơi ở Việt Nam nghèo dân chơi à? Việt Nam nghèo nghèo à? nó tối nè, tắc đường xe hơi nhiều quá, xe hơi còn nhiều hơn xe máy. Bây giờ xe hơi á, tôi thì như tôi giờ tôi mình tôi là 2 cái, riêng tôi đấy, tôi nói thiệt không á. Đấy, còn Camry ở Việt Nam khoảng cỡ tỷ tỷ tư, tính là khoảng 70.000 đô, buôn rụt buôn rẻ cái khỏi cả góp. Còn cái dạng xe thì xe cỏ nói em nghe, còn mẹ cái dạng mẹ C và BMW hoặc là Audi thì bình thường. Bây giờ Việt Nam nó không coi là cái xe là cái tài sản nó rồi, nó được chuyện bình thường rồi. Tôi nói ông bây giờ xe nó rẻ lắm, xe xe hơi tụi nó Việt Ở bên kiều này, về á. ở bên này tôi nói thật nha, chiếc xe bên này mười mấy ngàn qua đi trả góp á, tôi cho biết Trời là ơi, như vậy. mười mấy ngàn đi Việt Nam gọi xe cỏ, nó bán đầy đường ở rồi cả. ở bên mười mấy ngàn ở bên này còn phải đi trả góp á. Đấy, tôi nó chê mà tôi nghèo, mà tôi dùng 2 cái iPhone Pro Max nó khoảng 2 cái còn cỡ 80 triệu á. Đấy, tôi nói Ông ơi, ông nói gì, ông nói ông tội gì cho thằng Việt, cái thằng mày đặt lên chửi tôi nãy để số điện thoại đủ má mày, thằng cho mua có thằng gì cộng con à, đủ má nó. Đây giờ hiện mà giờ nó còn xài cái Samsung mà loại 7S á, hồi bữa nay còn xài cái Samsung 7S á, tưởng đủ má mày xăm mình mấy thằng chích xì ke xăm mình là ngon lành á. Đeo mẹ bố mày cho một má, mày đặt đứa tướng thủ võ hả, mẹ bố mày chỉ cho một giáp một Tôi mà được sao. nói đồng chí chứ, Việt kiều nhiều, Việt kiều rổm đi về nước, đi vào sàn sàn ba ở Sài Gòn ấy, nhìn cái chai rượu mười mấy triệu chạy cong đít thì không dám xài, nhưng bọn tôi thường thôi. À, thích gái đẹp nhỉ, gái chân dài tới nách, hai cô hai hai cánh tay, là tôi nói tiền bo khoảng triệu triệu rồi đi ra mất 20 triệu, 20 triệu một đêm chơi bình thường muốn thôi, bình Alo thường. mai tôi nói Việt kiều ở đây, mấy anh Việt kiều mà đủ đi làm tháng cho 5.000 đi, một đêm mình xài 20 triệu rồi thôi, xài được một đêm thôi. Tao bị nhức đầu, tao bị giấy, tao không đi đâu. Đây Nhục này, đồ má ông dám Hùng chơi đấy, Việt Nam đi, chơi đi. ông Hùng, ông về chứng kiến bọn tôi gặp ông Hùng nhá. Ông Hùng mặt mà tôi chưa bao giờ thấy có ông tiêu khiển khủng khiếp vậy. Để ông chứng kiến nhá, nhà cửa của tôi nhá, công việc đấy nhá, dân đấy nhá, ăn đêm ăn sáng ăn tối ngày, đưa ông ra Hà Nội chơi nhá, thấy chưa? Đi vào sàn ở Hà Nội là một, sàn ở Sài Gòn hai, tiêu một đêm nếu mà như 4 người khoảng 20 đến 30 triệu, còn chưa tính tiền bò cho nó vậy nhá. Hầu tận răng, khách sạn là đỉnh nhất luôn, khoảng 3 triệu đến 7 triệu một đêm. Nó Ông không nói là nhé. ông Hoàng Dâu, ông Hồng Hoàng Dâu quá hả? Ông Hùng Chọc á, Hồng Đồng Hùng Chọc ông đó á, về về Việt Nam được rồi, chả uống cà phê tôi ở chỗ khu vực quận 3, ở chỗ đường Trường Sa Hoàng Sa đó, ông chồng nước ngoài mà. ông chồng tôi với ông chồng là hồi xưa cũng ấy lắm, tôi sang bên nhà ông chơi mấy lần hết trơn, ông bên Oklahoma. Ông đi về Việt Nam thì cũng có mấy thằng nó ở dưới Đồng Tháp á, nó gọi điện nó chửi, thì tôi bảo bây giờ mày cho số điện thoại mày Đồng Tháp, tụi tao xuống liền Đồng Tháp luôn, bọn tôi kéo người xuống Đồng Tháp luôn. Bây giờ tụi nó khiếp, nó chặn số luôn, nó không cho, nó nổ thôi, làm gì có. Thì mà thằng nào mà về đấy mà dám hù dọa bọn tôi, riêng bọn phản động nhá, về cảnh sát nó bảo thấy nó đập chết mẹ rồi nó đi, bọn tôi tính sau luôn á, Thôi mấy ông còn nói ra thôi luôn á. thôi, mấy lần làm gì cũng phải có luật pháp, đừng có đừng đừng, đừng ngồi xổm luật pháp không cha. Tôi nói ông Cái chị này, luật pháp đúng, luật pháp mình tôn trọng, nhưng mà mấy thằng mà mỏ như tụi nó mà xạo lồn á, mà cứ về mà thách thách bọn tôi á, chỉ cần ra khỏi sân bay thôi, đủ má là cái mồm nó nhai chầu, cảnh sát đến ơi giải tán giải tán giải tán, đủ má nó nói không ai bênh thằng bắt dạy đó. Luật pháp đúng nhưng mà có trên đời bênh này không à, ai bên mới vẫn dạy được. bắt dạy đó, nói thiệt ông, thà mày ăn cướp mẹ đi thì tao không nói, nhưng mà mày mất dạy mày chửi tông tổ tao, trong đó có nhà tao, mày chửi dân Việt Nam thì trong đó có nhà tao, thì mày chỉ cả tao thì cho miệng mày nhai chảo nha.
mà tao cà khịa trong này tao muốn mày bây giờ tôi hỏi ông chứ, bây giờ tôi hỏi ông trên các nước ở trên, tôi nói thật trên cả thế giới có nước nào bây giờ thay đổi ở Việt Nam không, một cái bộ máy chính trị bây giờ thay đổi không, chủ tịch nước làm sai cũng phải tự nhận lỗi về hưu, chủ tịch nước này hai phó thủ tướng, hai phó thủ tướng đi rồi xin từ chức rồi, ông Phạm Minh Chính và ông Vũ Đam đó, thấy không? Là đi rồi, mấy mấy bộ trưởng bị bắt rồi đó. Mấy chủ tịch tỉnh, mấy bí thư tỉnh bắt hết rồi, đi tù hết rồi, từ y tá về bên bên khoa bệnh viện nè, bên giáo dục nè, rồi bên các sở bắt hết rồi, xe sở chỗ mà mấy thử nghiệm xe đồ này nọ, từ chỗ đăng kiểm xe, chỗ đăng kiểm xe là đụng chạm hết. Thế em có nước nào bây giờ thay đổi hoàn toàn khoảng 40% cái ai mà làm sai, ba mấy 40% làm sai là đụng chạm đi đi ở tù hết không, nói chuyện đấy, cái gì để cho người ta thay đổi. Cũng vừa rồi là Việt Nam bắt ba nhà tài phiệt là giàu có nhất Việt Nam là Tân Hoàng Minh bị